xin chào anh em nha, quay tiếp một chiếc nữa nha. Chiếc này là giá tiền nó 320 ha, cũng bao tất cả bảo dưỡng máy rồi luôn. Cũng là 3755. Giá trọn gói nha anh em, vận chuyển đồ đủ thứ hết luôn, các thứ. Mình sẽ sơ cho anh em xem máy này. Rồi đây anh sẽ mở cốp. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha, cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây phía sau đây ha. Giờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, anh nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha.
sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây cái sơn của mình cô mới cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây, chiếc này cũng đang gã hết ra, chiếc này gã nhiều nữa đây nè, này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm mỗi thứ ha. Cái tu lực kia đâu được, chiếc thoải mái ha anh em đó, anh em thoải mái nha. Rồi cảm ơn. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á, máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long ha. Cái này có số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha.